Hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2018, thứ hai, tuần thứ 27 thường niên. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ chống như thế đối với Đấng đã kêu gọi anh em thông phần vào ân sủng của Đức Kitô. Để anh em quay sang một tin mừng khác. Tin mừng khác làm gì có, chỉ có những kẻ phá rối anh em và muốn anh em đảo lộn tin mừng của Đức Kitô. Nhưng cho dù chúng tôi hay một thiên thần nào từ trời đến giảng tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì người đó bị trút dữ như chúng tôi đã nói trước. Và giờ đây tôi xin nói lại rằng, nếu ai trong anh em rao giảng cho anh em tin mừng khác hơn điều anh em đã lãnh nhận, thì người đó bị trút dữ. Giờ đây, tôi phải làm vừa lòng người ta hay là Thiên Chúa? Nào có phải tôi tìm cách làm vừa lòng người ta sao? Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Đức Kitô. Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng tin mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, vì tôi không nhận cũng không học với loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mặc khải. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cho tới muôn đời Chúa vâng như lời minh ước. Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng trong nhóm hiền nhân và trong công hội, vì đại thay công cuộc của Chúa tôi thực đang cho những người mến yêu quan tâm học hỏi. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính. Mọi dơ răng của người đều đang gây tin. Nhưng dơ răng đó được lập ra cho đến muôn ngàn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chính. Cho tới muôn đời Chúa vẫn như lời minh ước. Chúa đã gửi tặng ơn giải phóng cho dân người để thiết lập lời minh ước tới muôn đời. Danh người thực là thanh thiện và cao uy. Lời khen ngợi Chúa còn tồn tại tới muôn đời. Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi. Và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari
kia đi đường. Tứ ngang chỗ người ấy cũng thấy và chảnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, còn tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp mến Chúa yêu người, đó là con đường đưa loài người đến sự sống đời đời. Dụ ngôn người Samari nhân hậu chính là mẫu gương sống luật yêu thương. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, trên thế giới hôm nay có rất nhiều người đang đau khổ. Họ là những gia đình ly tán, những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người đang quằn quại trong cơn đói, những chiến binh gục ngã nơi chiến trường, những kẻ thất nghiệp bơ vơ không nhà cửa. Và chung quanh con không thiếu những người đang mỏi mòn chờ đợi con yêu thương giúp đỡ. Thế mà con vẫn tự hỏi, ai là người anh em mà tôi phải thương mến? Lạy Chúa, rất nhiều lần con đã tỏ thái độ ích kỷ như thầy Tư Tế và thầy Lê Vi trong câu chuyện dụ ngôn. Con cố tình làm ngơ hoặc dửng dưng trước những nỗi đau của tha nhân. Con sợ người ta quấy rầy cho dù con biết rõ những nhu cầu cần thiết của họ. Con không quan tâm đến những người nghèo khổ, những bệnh nhân, những người gặp hoạn nạn, vì con sợ mất thời giờ và hao tốn tiền của. Và như thế, Lạy Chúa, con đã không sống luật yêu thương của Chúa. Xin cho con biết bắt chước người Samari nhân hậu biết yêu thương tha nhân bằng tình yêu không tính toán và không biên giới. Xin hãy canh tân tâm hồn con. Xin Chúa mở rộng cái nhìn và đôi bàn tay của con để con nhận biết mọi người là anh em, để con yêu thương, phục vụ họ. Và xin cho con biết chấp nhận những phiền hà khi giúp đỡ anh em, chấp nhận những mất mát khi cho đi chính con người và tiền bạc của con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp sức để con thực hiện trọn vẹn giới luật yêu thương của Chúa. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Bức tượng người mù. Cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào, tại Lỗ Đức, du khách và khách hành hương có thể đọc được không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Đức Mẹ, cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà những người thọ ơn muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn Mẹ. Trong 1000 kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có một bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách Những Phép Lạ tại Lỗ Đức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ở đây lại tượng trưng cho một biến cố khác. Một phép lạ theo đúng nghĩa, bởi vì đó là một phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng đức tin. Bức tượng này được một người đàn bà quý phái cho dựng lên để ghi nhớ ánh sáng đức tin mà bà đã tìm lại được tại Lỗ Đức. Tuy là người Công giáo, nhưng kể từ khi chồng qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa Mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi một điều, đó là thú vui trong cuộc sống. Một mùa mà hè nọ, trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua Lỗ Đức. Thấy đám đông tấp nập tại trung tâm Thánh Mẫu, bà ta tò mò dừng lại xem. Bà không ngờ rằng chính Chúa đang tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quan của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại ánh sáng đức tin để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
bà đã cho dựng lên bức tượng của người mù với hàng chữ như sau: tìm lại đức tin là một phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt. Trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng chính Thiên Chúa đeo đuổi tìm kiếm con người. Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Trong ăn vui, hạnh phúc hay trong thất bại, khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng ở tình yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng nài nỉ, lúc nào cũng vỗ về, lúc nào cũng tha thứ. Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta phải là thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong an vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng hãy tin tưởng phó thác. Và ngay cả khi những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng ta cũng hãy tin tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Ngài. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc con người. Bài trích sách Lẽ Sống.